be going in. Is he not in? Cho con Bigo nè. Sao đạp mặt con Bigo vậy? Cho con mèo nè. Nè, ôm con mèo đi đi. Ôm mèo đi. Cho con mèo đó. Không được cắn. Cắn đưa lấy lại. Cắn lấy lại. Hư. Cào hết náo hết chân rồi. Thôi. Giỡn ngay. Nó thích ôm, thích ẩm nó vậy á. Cứ nghĩ đâu mình còn nhỏ hả? Nó giỡn xong đã rồi nó thở. Sợ thiệt. Chiều nay mẹ đem con ra công viên nghe. Cho ra công viên nhiều chó đẹp lắm. Tài xa môi. Thôi ngồi yên ngồi yên. Giỡn nhai nữa là ăn bợp đó. Nè. Tao bợp. Tao bợp thiệt. Nghe chưa? Đi xuống. Đừng có làm mặt tội. Bước xuống. Nhanh. Nhìn gì mà nhìn? Chưa bị đám bây giờ à? Nhanh. Nó lì ghê á. Bước xuống. Lì lì. La gì đánh hoài mà. Lì như chủ nó rồi chứ. Đâu có nước mà. Nó có. Nó uống ở trong vòi và nước ở trong phòng tắm. Tự vô mở vòi tự uống. Không có lo hết nước đâu. Mọi người gọi đến.
cũng không còn nước hoa thiên nhiên tận lâm mới. Tránh ra đi, tao không thích mày cứ bay vô nịnh nè. Nhìn gì mà nhìn. Ừ, có một đứa con rồi cơ. Thôi, nè. Sao lì rứa bay? Ăn đập hoài mà. Con chó của em biết nó cứ đòi ôm vậy không? Con này chuyên gia nhõng nhẽo. Nó đòi điểm mặt không? Trời, nó mà điểm mặt em chắc là em đánh nó luôn. Rụng lông quá à, em chơi với nó một tập là tí là hắt xỉu chết luôn á.
Lưu cho bự chi. Em bị viêm mũi. Dị ứng lông chó. Em nuôi mà ba mẹ la quá trời, không cho nuôi. Bị dị ứng lông chó mà cứ nuôi. Hello anh Lịch. Alaska phải có chỗ nuôi. Giống hồi đợi em lấy con Husky về rồi, xong cũng phải cho lại. Không có chỗ nuôi mà nó nhanh lớn lắm. 2 tháng mà nó bự như con Si bây giờ rồi. Thương á. Là em nuôi nó từ 2 tháng tới giờ rồi nó. Từ 2 tháng tuổi á. Nuôi tới bây giờ mà không lẽ không muốn cho ai hết trơn á. Nó đẻ đây thôi à. Chưa.
Suy ngồi đây mẹ đau mũi quá. Em không hợp la buổi buổi chiều, nói la buổi chiều không được, la buổi chiều không hợp. Ok, cái bát mẹ đâu rồi? Dễ thương nhờ, nhưng mà nhìn nó dữ à, sợ. Baby em rất thích anh rồi đây. Xin anh đừng quá vội. Mà nhiều người ta không có nuôi á, người ta không biết là tụi nó quậy á, mà như kiểu thấy mình đánh nó cứ như kiểu là mình hành hạ nó vậy, chứ đâu biết nó hành hạ mình đâu. Chiều tụi nó chứ là nó le lên đầu luôn á. Mày đánh thì bắt đầu là mặt giận. Hello anh Luân.